Phan Văn Đức lại một lần nữa rất trống trải, tuyệt vời. Tôi đã cảnh báo FC Đà Nẵng về Phan Văn Đức nhưng có vẻ như là họ không nghe thấy. Phan Văn Đức nguy hiểm, tuyệt vời. Siêu phẩm của Phan Văn Đức không thể có gì tả được. Phan Văn Đức lúc này